Xin chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi lại xin giới thiệu một dòng âm ly đèn đến từ Mỹ. Đó chính là dòng Magnum 3 của hãng Roger. Và năm 2019 này thì chính chủ tịch hãng đã yêu cầu đưa dòng âm ly này sang đánh ở triển lãm CAC và đã có một cái sự gây tiếng vang trong dòng âm ly này, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem tại sao âm ly này lại được nhiều audiophile trên toàn thế giới người ta tín dụng và tin dùng như vậy. Vâng, đây các bạn vào đây thì các bạn đã thấy có một cái sự chuyển biến rõ rệt từ dòng Magnum 2, đó chính là cái phần điều khiển bằng nhôm khối. Đây đã cũng đã là một sự cải tiến rất là rõ rệt về dòng điều khiển này rồi. Ở đây là dây nguồn. Ở đây là phiếu bảo hành chính hãng. Bảo hành 12 tháng chính hãng. Và bảo hành bóng là 3 tháng. Đó. Còn đây là số series của âm ly. Còn đây chắc là hộp bóng. Còn đây là catalog hướng dẫn sử dụng. Thôi, để không phải đợi các bạn đợi lâu thì tôi sẽ xin đưa chiếc âm ly lên trên kệ và chúng ta cùng có luôn một cái sự trải nghiệm là về cắm phần bóng. Vâng, những quả bóng cuối cùng khi chúng tôi đưa vào bộ máy thì đã xong, và các bạn luôn nhớ lưu ý, trên tất cả các bóng này nó đều có đánh dấu là V1, V2, V3, V4 thì cũng tương ứng đây là V1, V2, V3, V4, vì tất cả cái này đã được test trên máy tổng của bên hãng rồi, nên các bạn phải lưu ý cắm cho đúng kỹ thuật. Đó là điều đầu tiên như vậy. Còn điều thứ hai là khi tôi dỡ máy ra, bao giờ cũng có cái bụi bẩn thế này thì các bạn hãy luôn lưu ý là giữ vệ sinh cho máy cho nó sạch sẽ cẩn thận. Đây, tôi cũng đang làm vệ sinh cho máy đây. Và trước khi chúng ta có một cái sự trải nghiệm và nói về phần máy này. Vâng, Magnum 3 này, đây là một sự cải tiến rõ rệt về tất cả nhiều mặt của trong phần sản phẩm này. Đầu tiên ta muốn nói đến phần công suất Magnum 3 này, với công suất danh định là 50W một kênh của dòng đánh theo định dạng là ultralight. Còn các bạn muốn nghe nhạc sâu lắng, trữ tình, êm dịu và tự nhiên nhất thì các bạn hãy chuyển về phần chiêu, tức là đánh ra định dạng 3 cực, thì âm thanh sẽ lắng động lại và các bạn sẽ đi sâu hơn một chút nữa về vấn đề đó, là về tìm hiểu về những cặp loa để đánh như nó, và những cặp loa mà trên độ nhạy trên 91, 92 dB đến 93 và nhiều định dạng cao hơn nữa thì các bạn hãy lên chuyển về dạng DCO thì âm thanh nghe sẽ sâu lắng hơn. Về mặt đằng trước thế này thì chúng tôi đây chỉ có nút power, và đây là các sụp vào của đường phono và đường CD, đường AUX, và đây là cổng ba lăng. Tức là cái này là hơn các âm ly khác là có thể chỉnh được ba lăng để mình cân chỉnh xem là mình đã test đúng để phần loa bên phải bên trái chưa. Còn đây là volume. Đó, phần sau đây thì tôi sẽ xin quay phần đằng sau của âm ly và chúng ta lại có xem, chúng tôi sẽ cùng các bạn xem trải nghiệm tiếp đằng sau như thế nào. Vâng, đây là phần đằng sau của cái âm ly Magnum 3 này. Đầu tiên tôi muốn nói đến một cây gậy để chỉnh bass. Vì tại sao mà bên hãng của Magnum 3 này muốn khuyến cáo các bạn là luôn luôn muốn chỉnh bass là vào hai cái núm này, là để âm thanh lúc nào cũng có cái độ chuẩn chỉnh và căng nhất khi nghe về âm nhạc. Nên người ta sẽ không thích theo chỉnh đồ bass tự động. Đó, nên cái đó là mình phải chơi cái này thì mình cũng nên tôn trọng theo ý kiến hãng. Sau 6 tháng đến 1 năm mình sẽ chỉnh lại bass một lần, hoặc mỗi lần thay bóng mình sẽ chỉnh bass một lần. Cái này cũng rất tiện cho các bạn chơi. Và các bạn muốn tìm hiểu sâu về một chút về công nghệ và thích trải nghiệm, đó là về phần bass. Còn đây là với một dàn cầu loa như thế này, được mạ vàng như thế này, là tôi nghĩ đây là một cái tiêu chí rất là tuyệt vời của hãng đã chăm chút cho từng ly từng tí cho một sản phẩm mình, tức là giá trị đến từng đồng tiền khi sử dụng chiếc âm ly này. Và đây cái công tắc này tôi muốn nói ultralight và chiêu đây, thì tôi tí nữa tôi sẽ đánh vào cặp loa Tannoy này với độ nhạy 93 dB, thì tôi sẽ để xuống đây là chiêu, còn đây là đường ground, tức là đường lấy mát. Đấy, còn bên này là tất cả các cổng input vào, và đường phono này thì có hai định dạng để cho các bạn chơi được, đó là một cổng là chơi theo đường MM, tức là 45 và 60, tức là chơi theo hai định dạng, và có 5 gain nữa cho các bạn chọn theo gain chơi của đường phono,
Đây là một cái công nghệ đột phá của hãng Chronus này, rất là tuyệt vời. Và bên này là chỉ là những cổng CD AUX1, AUX2. Và đây là cổng ra được cổng output, tức là khi mình chơi mình có thể dùng cái này như một đường pre để output lôi ra. Và còn đây là Make in USA. Cái này là một cái sự hiện diện của các chất lượng của Mỹ ở tại thị trường Việt Nam mình đó. Còn đây là đường main foot. Đợt vừa rồi chúng tôi đã có rất là nhiều bác chơi những dòng như này nhưng vẫn chưa thỏa mãn đôi tai, và đây chính là một cái hiệu chỉnh để các bạn có thể là thay được cầu chì này đó. Các bạn nhìn xem, nếu các bạn thay cầu chì của Fulutech hoặc là của Synaptic vào thì rất là tuyệt vời, vì cầu chì theo máy này thì nó chỉ gọi là nó một sự kết nối thôi, chứ nó không có được một cái chuẩn về âm thanh như là mong muốn, vì các hãng người ta đã đầu tư rất sâu về khoản này nên các bạn sẽ chơi cái này thì các bạn sẽ biết. Còn để kết nối với chiếc âm ly này với công suất danh định là 35W một kênh ở dạng chiêu thì chúng tôi sẽ xin giới thiệu cặp loa Tannoy GR. Đây là dòng Tube Buddy, là một trong những cái dòng mà được giới chơi đợt vừa rồi rất là sốt và tìm nhiều, và nhiều người muốn hướng tới chơi một dòng loa này vì đây là có một cái giải âm chung rất là tuyệt vời của đặc trưng của người Anh. Và người Anh luôn luôn nói một câu, muốn tìm loa Anh thì chỉ có Tannoy. Và sau đây thì tôi sẽ xin được cắm dây và chúng ta cùng test nha. Thank you.
tuyệt vời khi chúng ta vừa có hai đoạn nhạc test vừa rồi giữa một bên âm ly đèn chiêu cho định dạng 35W một kênh và một bên là đôi loa Tannoy GR này với một màng loa bằng giấy nên có một sự kết hợp rất là hoàn hảo với những âm thanh nghe rất là da diết và tự nhiên và âm hình rất là sâu lắng. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cặp đôi rất là sẽ được audiophile chú ý nhiều, vì các bạn hãy luôn nhớ đeo tai nghe và thử thưởng thức âm nhạc để thấy độ sâu này như thế nào. Chúng tôi Thiên Hà Audio, điểm đến của người yêu nhạc, sẽ có làm nhiều YouTube hay nữa để phục vụ cho các bạn. Các bạn hãy nhớ vào fanpage của Thiên Hà Audio. Chúng tôi xin chào, hẹn gặp lại.